Kết quả Man City 3, 2 Fulham, Man City có trận thứ 30 bất bại ở Premier League. Một trận đấu không quá hay của Man City, nhưng cú đúp của Mateo Kovacic và bàn thắng đẹp từ Doku đã giúp đội đương kim vô địch ngoại hạng Anh có được 3 điểm trước Fulham. Doku góp một bàn thắng cho Man City. Bàn thắng Man City, Kovacic, 32, 47, Doku, 83. Fulham, Andrea Pereira, 26, Rodrigo Muni, 88. Ở cuộc so tài với Fulham, Rodri vẫn vắng mặt. Còn khả năng ra sân của De Bruyne là chưa rõ ràng. Đây sẽ là những tổn thất lớn cho đoàn quân của Pep Guardiola. Đặc biệt trong bối cảnh các cầu thủ tấn công của Man City đang không đạt phong độ cao, trừ Haaland. Dù không thể sử dụng đội hình tối ưu nhưng Man City vẫn phải nỗ lực có 3 điểm bởi ở trận đấu sớm. Liverpool đã đánh bại Crystal Palace. Bị đánh giá thấp hơn nhưng Fulham chơi bóng rất chủ động. Họ đá với đội hình thấp nhưng phía trên có những cầu thủ rất nhanh như trao. Iobi, Andrea Pereira và Rojiman. Chính vì thế mà dù đôi lúc bị Man City ép tới ngập thở, nhưng Fulham vẫn khiến đội chủ nhà phải gặp khó khăn với những pha phản công tốc độ. Phút 26, bất ngờ xảy đến trên sân Etihad. Chân sút Rojiman có pha kiến tạo không tưởng khi đánh gót không nhìn ra phía sau và ngay lập tức. Andrea Pereira dứt điểm cận thành dễ dàng mở tỷ số cho Fulham. Kovacic đã có ngày thi đấu ấn tượng. Bất ngờ bị thủng lưới. Man City đẩy cao đội hình tấn công và họ cũng chỉ cần 6 phút để gỡ hòa. Hậu vệ của Fulham cản phá được tình huống treo bóng nhưng Kovacic đã lao vào dứt điểm từ tuyến 2. Bóng đập chân hậu vệ Anderson khiến thủ môn Lenore đành bó tay. 1-1 cũng là kết quả của hiệp thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Man City khiến đối thủ choáng ngợp khi dồn ép nghẹt thở và có bàn thắng thứ 2 ở phút 46. Lại là Kovacic ghi tên lên bảng tỷ số. Sau nỗ lực truyền ra của Bernardo Silva, Kovacic từ giữa sân băng lên, ngoặt bóng loại bỏ một cầu thủ Fulham rồi cứa lòng kỹ thuật tung lưới Lenore để nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. Phút 83, đến lượt Doku nâng tỷ số lên 3-1. Thời gian còn lại, Fulham thi đấu rất nỗ lực nhưng chỉ ghi thêm được một bàn và chấp nhận thua 2-3 trước nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh. Như vậy, với kết quả này, Man City cũng đã có trận thứ 30 bất bại tại Premier League. Giống Man City, Arsenal cũng bị Southampton dẫn trước trên sân nhà Emirates. Nhưng với đẳng cấp và bản lĩnh của ứng viên vô địch, pháo thủ đã ngược dòng thắng 3-1 sau các tình huống làm bàn của Havertz, 58, Gabriel Martinez, 68, và Saka, 88. Với kết quả này, Arsenal và Man City cùng có 17 điểm và vẫn tạm kém đội đầu bảng Liverpool 1 điểm. Đội hình thi đấu Man City vs Fulham. Man City 4-2-3-1: Ederson, Akanji, Walker 62, Gadion, Diaz, Luiz, Gundogan, Nunes 89, Kovacic, Foden, Stoner 78, Bernardo Silva, Grealish, Doku 62, Haaland. Fulham 4-2-3-1: Lenore, Tick, Castan 78, Anderson, Robinson, Cassie, Lukic, Berg, Kaini 69, Adama Traoré, Andrea Pereira, Rao 65, Iobi, Nelson 77, Jimenez, Rodrigo Muni 77.